Thưa quý vị, năm nay, bệnh sốt xuất huyết được ghi nhận là xảy ra sớm hơn so với mọi năm. Tại Long An, tính đến giữa tháng 4, toàn tỉnh chỉ ghi nhận hơn 500 ca mắc. Đáng chú ý, trên cả nước nói chung đã có không ít trường hợp tử vong do bệnh tiến triển nặng và nhập viện quá trễ. Chính vì vậy mà việc phát hiện sớm, điều trị đúng cách là yếu tố hết sức quan trọng, giúp trẻ tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của phóng viên với bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Thúy Nga, Bệnh viện Sản Nhi TVKG Long An để hiểu rõ hơn vấn đề phòng và điều trị đúng cách bệnh sốt xuất huyết. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ Đoàn Thị Thúy Nga đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Xin bác sĩ cho biết là được biết thì bệnh sốt xuất huyết ở trẻ thì được chia làm 3 giai đoạn. Và giai đoạn đầu có biểu hiện là tình trạng sốt. Không biết như vậy thì làm sao để các bậc cha mẹ có thể phân biệt được là khi nào thì trẻ bị bệnh sốt xuất huyết và khi nào thì mắc những cái bệnh cảm cúm thông thường khác ạ? Thì sốt xuất huyết đen đó là do virus đen nó đốt mà gây ra. Thì mình chia làm 3 giai đoạn hay gọi là 3 mức độ cho người bệnh dễ hiểu. Thì mức độ 1 gọi là sốt xuất huyết đen. Mức độ 2 gọi là sốc, sốt xuất huyết đen có dấu hiệu tiền sốc. Với là rồi là hoặc là sốt xuất huyết nặng là cái giai đoạn 3. Thì cái sốt xuất huyết đen mà là dễ hiểu nhất là trẻ sẽ có sốt cao liên tục trong 3 đến 5 ngày đầu. Thường là sốt cao trên 39 đến 40 độ trở lên thì trẻ sẽ có nhức đầu, mệt mỏi, chán ăn. Cho nên là nếu mà mình có sử dụng thuốc ở nhà thì chỉ sử dụng thuốc hạ nhiệt thì cái nhiệt độ rất là khó hạ. Mình chỉ khuyên là nên cho trẻ uống nước, rồi uống thuốc, uống nước nhiều và có thể là lau mát phụ. Nếu mà trẻ khó chịu thì mình sẽ ra đắp mát, lau mát cho trẻ thêm. Uống thêm nước cam, nước chanh. Thưa bác sĩ, thì đối với những cái biểu hiện nào ở trẻ mà chúng ta được điều trị ở nhà và những cái biểu hiện nào chúng ta phải ngay lập tức đưa trẻ đến những cái cơ sở khám chữa bệnh ạ? Đối với sốt xuất huyết đen á, gọi là sốt xuất huyết đen thì giai đoạn đầu là 3-5 ngày đầu. Thì 3 ngày đầu có thể mình điều trị tại nhà, mình cho hạ sốt, rồi cho uống sinh tố hoặc là uống nước cam, nước chanh, nước dừa cũng được. Rồi ăn uống thức ăn lỏng là điều trị tại nhà, rồi theo dõi những dấu hiệu. Là những dấu hiệu sớm nhất là trẻ có biểu hiện đau bụng, đau cái vùng gan ở vùng dưới hạ sườn phải, gọi là đau vùng gan, trẻ đau bụng hoặc trẻ buồn nôn, buồn ói và có sốt, có nổi sôi phát ban hay là chấm sốt dưới da, thì lúc này là mình phải đem trẻ đến cơ sở y tế khám ngay để người ta có cái nhận định là giai đoạn này là trẻ có thể vào sốc hay không, là cho làm xét nghiệm có bị cô đặc máu hay không, để hoặc là có tổn thương cái gan hay gì đó, cái gan, men gan có tăng hay không, thì lúc đó người ta sẽ cho trẻ nhập viện nè. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái cách phòng bệnh sốt xuất huyết hiện nay ở trẻ như thế nào được không ạ? Về phòng bệnh thì mình có hai cái vấn đề phòng bệnh. Phòng bệnh thứ nhất là tránh để không cho mũi đốt, dọn dẹp xong thông thoáng, sáng sủa. Rồi trẻ sẽ được mặc áo dài tay, quần dài tay, rồi sử dụng những cái loại xốp, những loại dung dịch mà thoa để mà chống mũi đốt. Thì có một số trẻ thì mình phải xem cho kỹ, có một số cái dung dịch đó là không được dùng cho trẻ dưới 4 tuổi. Cho nên là một số phụ huynh người ta chỉ sử dụng là ngang mũi đốt hoặc là cái dung dịch mà xịt để diệt côn trùng thì nó cũng diệt được mũi. Còn nữa là cho trẻ ngủ mùng để tránh mũi đốt, ngủ cả là ban ngày chứ không phải là ban đêm. Còn vấn đề phòng bệnh ở xa hơn là mình sẽ diệt lăng quăng. Diệt mũi, diệt lăng quăng là đó, những cái bụi rậm xung quanh nhà mình phải dọn dẹp cho trống thoáng. Là những cái chỗ ao tù nước đọng hoặc là vật chứa mà nước nó đọng thì phải dọn dẹp. Rất cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi của bác sĩ ạ.